phần TikTok để hút chị nè. Để kiếm cái đường link cho tất cả. Đây là bộ người cái trang của ta, cái trang nha. Cái trang YouTube mới của chị đây này nha. Các bạn muốn coi được không? Ủa cái này có đường link ở đâu nhỉ? Dạ. Có đường link đâu. Mình để tóc chị kia nữa. Bị mụn quá là mướn á mọi người á. Mình giờ mình qua thuốc qua dưỡng thì nó sẽ ổn. Chứ mà còn mình để mà nó để mà nó không những có qua gì để cho nó đầy sẹo lên á. Rảnh quá. Bởi vậy bên mình là thường là tư vấn mọi người làm rác em mụn xong thường tư vấn xem một bộ sản phẩm để mình skin care luôn. Không thấy cái kênh phải có thời gian mới được, cái kênh mới á nó không có tìm ra được. Nó chỉ có kênh cũ thôi, kênh cũ thì là kênh Ba Ke. Cái một chút xíu mình sẽ để cái đường link kênh mới cho mọi người, phải có đường link mới đi được. Lướt trên kênh đó, lướt trên kênh Facebook á, nó có một cái bài viết về cái đường link đó để mình lướt lại cho mọi người. Bây giờ làm sao chứ mà cứ đánh tên tìm lên trên kia, nó họ cũng đăng ký trên kênh kia. Mà đâu đăng ký kênh mình đâu. Đây nè, mình vô lại cái livestream nha. Cái YouTube của em là mấy năm trời, em thành lập mấy năm trời được mười mấy, được 20 follow. Nó phải có cái gì ấy thì người ta mới đăng ký chứ. Không, như làm vui, đăng chơi thôi. Ừ. Qua dịch, nhìn chị bẩn biển, dễ thương quá chị. Ủa, tăng bay chim về. Ây, mặt thiệt hả mọi người. Thế nè, vô cái phần bình luận của live stream trên TikTok hoặc trên Facebook hồi nãy mọi người. Vô cái phần bình luận trên Facebook hồi nãy á, sẽ có một cái bình luận của Thái Na mọi người. Mọi người vào đó đi, Thôi chị Giang. Dạ. Mà em cho chị con này hợp lý lắm vậy. Nhìn đây nè, nhìn chết, nhìn dưới gì? Ồ, coi được rồi, nhớ được rồi, để em coi đi con.
quay thì nó không được. Chị mặc thiệt hả? Chị đưa chị tiêm vaccine đó mọi người. Nhà này đâu ai tiêm vaccine đâu, mình chỉ ăn tiêm à. Thì sản xuất tôi biết tôi mặc rồi, tôi không chạy suốt giờ được. Thì gọi là ngày heo nhập chứ, gọi là tiêm vaccine được. Điện thoại này đứng quay định nhảy mọi hành nghiệp. Lâu rồi không ủng hộ chị, bữa nào qua thăm chơi chị với chị của em chung chung mà cái tư tụi cái tư chị của em nhớ em lắm luôn á cái tư ơi, lâu quá rồi sẽ em không ủng hộ nữa, nó buồn với cái tư. Dạo này chồng chăm kỹ quá, chồng em chăm kỹ quá hay sao mà bụng nó không nổi luôn. Tức thân đang nổi nè, chồng em theo trai rồi. Để em bỏ, cũng bỏ lên theo trai đi em. Sao còn em giết thì nên đi chung với gì vậy chị? A, B5. Đi lấy cho muộn. Cắm cái lên giết là mọi người đi lấy cho muộn. Mọi người không lấy cho muộn, không có được đâu. Bữa nào bà thăm chị đi là trai về để em lại hả?